Chúng em đã đến Trà Vinh. Trời ơi My ơi, cái bụi cây này chụp hình cực đẹp nè. Ừ. Đẹp ghê chưa? Đàn vịt dễ thương quá kìa. Đó, nó đi theo kìa. Rồi nó xin ăn kìa. Con vịt kia cái mỏ nó bị gãy dĩnh lên kìa, nó bị tật á. Nè. Trời ơi dễ thương quá đi. Rồi chụp hình không? Dạ chụp. Chụp tấm đi. Sơn.